Nghe thì nói này. Đương nhiên đây là bài toán tương giao. Đúng không? Vậy thì các em xét cái phương trình hoành độ giao điểm. Các em xét phương trình hoành độ giao điểm. Nào, phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta là gì? Là x mũ 3 này trừ đi 3x bình phương này cộng với mx này xong cộng với 11 này thì bằng m nhân với căn bậc 3 của gì đây? 6x bình phương này cộng với 3x này cộng với m trừ 10. Đây là phương trình hành độ do điểm. Đây là phương trình hành độ do điểm. Đúng không? Tới đây mà các em bình phương lên à lập phương lên thì quá tội luôn. Quá vệt, mệt. Chúng ta sẽ không làm như vậy. Bây giờ mà đi lập phương lên thì quá tội, đúng không? Chúng ta không nên làm như vậy. Thế thì lên uh, giải quyết như thế nào nữa? Như nào tiếp theo? Quên mất. Thì lên giải quyết bước tiếp theo là lên giải quyết như thế nào Thì bước tiếp theo Nó mình nghe này Nó mình nghe nhá Các em hãy cố gắng đưa về hàm đặc trưng Cụ thể là các em nên đặt cái này bằng T Và các em xem cái mối quan hệ giữa hai bên Đây là âm 10 Và đây là dương 11 Nó sát nhau Nó có thể là một manh mối nào chăng Nó giống như kiểu các em đi phá án ấy Đây là x mũ 3 chỉ đi 3x bình phương Đây là 6x bình phương Đây là 3x Đúng không? Rồi nếu mà các em để ý đây là M, đây là MX Rồi, thì các em để ý như này nhá Các em hãy để ý này Bây giờ nếu mà các em lấy cái thằng này này Mà các em đem cộng với cái thằng nói này là Giống như kiểu đây là A, đây là B này Thì nếu mà các em lấy thằng A cộng với thằng B ấy, Thì thu được cái gì? Nào các em để ý này X mũ 3 này, trừ 3 bình phương cộng 6 bình phương là cộng với 3 bình phương Cái này là cái sự nhanh nhạy của chúng ta thôi Đó, Cộng với 3 x đúng không? Cộng với mx cộng 3 x 11 trừ 10 là cộng 1 Các bạn thấy điều tuyệt vời không? cộng m cộng một xin lỗi bạn cộng m cộng một các em có thấy điều tuyệt vời không tức là nếu mà các em lấy cả cái cụm này mà đem cộng với cả cụm này bên trong trong căn nhá thì các em sẽ ra được là x cộng một tất cả mũ 3 cộng với m là x cộng một ý tưởng rất, rất 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 rõ ràng đúng không rất rõ ràng đấy tức là vậy thì cái hình dung của chúng ta là gì à đây là x mũ 3 và nếu mà thằng này mà đem cộng tiếp với nó thì lại ra được cái hàm đặc trưng nên ý tưởng rất rõ ràng, chúng ta sẽ đưa về hàm đặc trưng nhá. Cụ thể như sau, các em đặt cho thầy cái cụm này bằng t. Đặt căn bậc 3 của 6x bình phương cộng với 3x cộng với m 10. Ừ. bằng bằng y đi. Bằng y nhá. Thôi y trùng với kia thôi, đặt này bằng uh, bằng u đi nhá. Rồi, thì ta sẽ có một tương đương điều gì? Y đi nhá. Đó, ta có này. Kem cộng cả hai vế mũ 3, u mũ 3 nhá Thì là x mũ 3 Tức là y sẽ tương đương với Là x mũ 3 này Trừ đi 3 x bình phương này Cộng với Mx cộng 11 này Cộng với u mũ 3 6 x bình phương cộng 3 x Cộng với m trừ 10 đây Thầy nói rất rất là muốn cộng này vào nhau Đấy cái con mắt quan sát được này để Đưa nó về cái dạng hẳn thức ấy. Thì cái này nó bằng U mũ 3 cộng với m m u Với phải này lúc này biến thành m u Và kem đang cộng cả hai này Nó chính là u mũ 3 đây Tức là vế trái bằng vế phải U mũ 3 bằng cái này Được chưa? Nó mình hiểu bài không? Nhá Rồi cái này tương đương điều gì? Nào tương đương điều gì cả lớp? Tương đương với x cộng 1 tất cả mũ 3 Cộng với m lần x cộng 1 này Nó bằng u mũ 3 cộng với mu u Đó được chưa? Được chưa lớp mình nhá Rồi thì đây nó là cái ý tưởng hàm đặc trưng Các em xét hàm đặc trưng Hàm đặc trưng của chúng ta đó là hàm à, f à, f à thôi bỏ qua hàm f có hàm f ở đây chưa? Chưa có hàm f đúng không? ft thì bằng t mũ 3 cộng với m mt. Đó. Thì đề bài cho m là một số nguyên dương nhá. Với m là một số nguyên dương thì rõ ràng là ft đồng biến trên R. ft đồng biến trên R luôn. M nguyên dương thì f' nó là 3t bình phương cộng m nó đồng biến trên R đó, được chưa? FT đồng biến trên được nhá, đồng biến trên rồi nhá. Vậy thì cái này thầy hiệu đây là 2 y nhá, 2 y Vậy thì 2 y của chúng ta ấy nó sẽ tương đương với là f của x cộng 1 này thì bằng f của u này thì tương đương với là x cộng 1 bằng bằng u nhá. Vậy thì cái này tương đương với là x cộng 1 nó bằng căn bậc 3 của 6x bình cộng với 3x cộng với m trừ đi 10. Tuyệt vời. Được chưa? Rồi các em lập phương lên nhá. Thì các em tương đương được là x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng với 3x cộng 1 bằng 6x bình phương cộng với 3x cộng với m trừ đi 10. Đó, thì các em triệt tiêu đi, tương đương với cô lập nhá. x mũ 3 uh, trừ đi 3x bình. Uh, triệt tiêu đi. Uh, trừ đi 3x bình phương, đúng không? Đó. Uh, cộng 11 bằng m. Để bài yêu cầu các em là gì? À tìm sao có 3 nghiệm phân biệt đúng không? 3 nghiệm phân biệt thì đơn giản rồi. Các em dùng Casio ra. Dùng Casio ra, Casio đâu? Đây. Nó Casio đây, menu 1 này. Nào, x mũ 3 chỉ bài x bình phương cộng 11, menu 923. X mũ 3 chỉ x bình phương cộng 11. Rồi. Nó sẽ có giá trị cực đại là 11 và giá trị cực tiểu là 7 cái ờ. phương trình này có ba nghiệm phân biệt thì m sẽ nằm trong cái giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là 7 và 11 đúng không? Ờ. 7 bé hơn m, bé hơn 11. Mà m nguyên thì m sẽ nhận giá trị là gì? 8, 9, 10. Nên tổng tất cả các giá trị của m là 27. Chọn đáp án là đáp án A.